Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã nghe báo cáo và thảo luận của các sở, ban, ngành về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 5 dự án đầu tư chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng. Đối với dự án khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa các hạng mục dự án khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3 bảo đảm khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt nhất đời sống người dân sau khi được bàn giao nhà tái định cư. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai là một trong năm dự án chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng vừa được thành phố họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khu tái định cư Đền Lừ 3 nằm tại vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi với mặt tiền là tuyến phố Tân Mai, vành đai 2,5, đối diện là hồ Đền Lừ đã được cải tạo cảnh quan. Khu tái định cư Đền Lừ 3 bao gồm 3 tòa chung cư cao hơn 10 tầng đến nay vẫn chưa có ai đến ở. Năm 2021, dự án này được trưng dụng để cơ sở cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại quận Hoàng Mai. Do không có người ở nên khu tái định cư ban đầu khang trang, sạch đẹp nhưng sau nhiều năm không sử dụng đã trở nên hoang tàn và nhếch nhác. Tại dự án khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, Hà Nội đề nghị quận Hoàng Mai tập trung cải tạo, sửa chữa tòa City 1, City 2, City 3 để hoàn thành trong quý 2 năm 2025. Sau đó, công trình này được dùng để bố trí tái định cư cho dự án đường Tam Trinh. Các tòa City 4, City 5 sẽ được tiếp tục triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công. Do không có người ở, khu vực sân dự án đang là các bãi đổ xe tự phát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa các hạng mục dự án khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3. Bảo đảm khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt nhất đời sống người dân sau khi được bàn giao nhà tái định cư. Hiện, nhiều khu vực quanh tòa nhà trở thành nơi tập kết rác thải, một số khu vực bị chiếm dụng làm nơi bán nước.